đơn hàng của bạn Nguyễn Thị Kim Phấn, bạn có đặt ở bên shop một đơn hàng đồ dùng học tập trị giá 107.000. Bạn có yêu cầu shop quay video gói hàng cho bạn, và sau đây là những mặt hàng mà bạn đã đặt. Đầu tiên là một ví tiền mèo silicon trị giá 40.000, 15 tuột bút xanh đỏ đen trị giá 22.000, 1 thước dẻo Doraemon trị giá 10.000. Với đơn hàng của bạn, shop tặng cho bạn một quyển sổ. Giờ shop sẽ tiến hành gói hàng cho bạn. Bạn có thể sử dụng mã phần đơn này tra trên trang vietnam.bot để biết đơn hàng của mình đi đến đâu rồi. Như vậy là shop đã gói hàng xong cho bạn Kim Phấn. Shop cảm ơn bạn đã ủng hộ shop. Bạn nào đặt hàng có thể xem phần mô tả dưới video các bạn nhé. Shop cảm ơn các